Tiêu rồi, chết rồi. Đổ mà rung nhẹ vậy. Nhìn thấy thôi là rung nhẹ. Hôm nay là đầu tiên đầu video thì mình cũng xin chúc tất cả các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui và thật nhiều sức khỏe nha. Đây, hôm nay mình có đi dạo ngao du một bách quá xanh nè. Mình có hôm nay mình sẽ thưởng thức cái siêu cay này nha các bạn. Mì siêu cay Sam Giang nè, cái mì này nó cay thì thôi ghé luôn. Mì xào hương vị hải sản, rồi cái này là cấp độ 7. Hôm nay mình sẽ chưa đâu còn nữa nè, mình sẽ chơi với cái ớt bột Hàn Quốc nữa, phải chơi lớn luôn. Đây nữa nè, cái này là cải thảo cắt kim chi ớt nha các bạn. Đây, kim chi ớt với mì cay với ớt bột. Hôm nay mình chơi lớn một bữa nha các bạn. Lâu lâu mình coi người ta chưa còn nữa. Cay là phải cay cho tới chỉ đây nè. Chin su, tương ớt chin su. Mỗi ớt nữa nè. Đó. Đâu còn chai này nữa. Cái chai này để hồi có chữa cháy nha các bạn. Đây, thì các bạn ơi, hôm nay mình sẽ làm một cái món là thưởng thức với cái bản thân mình thử coi là mình ăn tới cấp độ mấy nha các bạn. Cái này cấp độ 7 mà mình nghĩ thêm cái này rồi cái này rồi cái này nữa, cái này cũng cay ghẻ mạt ớt không nè. Mình nghĩ là cái này chắc nó cấp tới 12 13 gì luôn. Ai ơi mà. Cấp 12 13 mà biển động mạnh luôn. Có đề phòng có nước mắt chảy lơi gai nữa. Con gái vậy. Bây giờ mình sẽ trộn cái bỏ cái này xuống này để mình trộn hai cái gói mì siêu cay Sam Giang này nha các bạn. Mì ice cook siêu cay nè. Nếu các bạn có thấy thích clip này nhớ tặng cho mình like nha các bạn, để mình có thể tiếp tục cái động lực để tiếp tục làm những clip siêu cay tiếp theo nữa. À, các bạn ơi, đó bây giờ mình sẽ trộn cái xé của mì nha các bạn. Xé của mì là thấy hơi bị rung rồi đó. Xé hai của mì là thấy hơi bị rung rồi đó. Nè, nồi nhiêu đây thôi làm đủ teo luôn rồi nha các bạn. Trời ơi, hai của mày thấy rung rồi đó. Còn hai của mày chào á luôn rồi nha các bạn. Chưa đâu còn. Đây, hai cái bọc siêu cay của nó nữa nè. Hôm nay mình sẽ chơi tới cấp 12, 13 luôn. Điểm động mạnh luôn. Đề phòng có nước mắt chảy lai gai ở vài khu vực Tây Nguyên. Giờ mình sẽ cho nước sôi vô để mình trộn mì nha các bạn. Ớt bột Hàn Quốc này nha các bạn. DH Food nè. Natural bột Hàn Quốc. Trời ơi. Siêu cay. Ghê thiệt. Thấy cái chai đỏ tươi thôi là cái đẹp gái rồi đó. Đây các bạn ơi, cái tô mì mình đã chín rồi, mình chắc nước rồi nha các bạn. Bây giờ là cái khúc mà nguy hiểm mà nhất. Bây giờ mình sẽ cho cái gói kim chi này vô các bạn, kim chi cay nè. Chưa gì mà thấy ớt kìa, mạt vậy không anh. Trời ơi, nó đỏ tươi luôn. Trời ơi, chơi lớn, hôm nay mình chơi lớn luôn. Bỏ bên này chút để mình gom nha các bạn.
rồi hết bột nêm vô luôn. Đây. Đây, cái gói súp này nó mới cay này nha các bạn. Súp này súp ớt. Trời 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 trời. Trời. Súp ớt luôn, chơi hết súp ớt luôn. Đây. Này cũng súp ớt nữa nè. Ôi giời. Tiêu à, chết rồi. Đổ mà rung nhẹ vậy. Nhìn thấy thôi là rung nhẹ rồi đó. Chưa nữa đâu. Cái này là mới có cấp 12 thôi. Bây giờ mình sẽ thêm cái bịch này nữa cho tương ớt này vô nữa nha các bạn. Là nó lên tới cấp 14 nè. Rồi có lên 14 rồi đó. Mà này mình quất cái ớt mà đây. Cho cái ớt bột này vô nữa nha các bạn. Hôm nay mình chơi tới cấp 16 luôn. Ôi. Ăn nổi không biết nữa. Nếu mà không nổi thì mình ngưng giữa chừng nha các bạn. Không hứa với các bạn là sẽ nổi nha. Trời ơi trời trời ơi. Gắt cái lỗ này hết quá. Chơi cái lỗ bự này đi. Đó. Vậy nè. Đó. Trời ơi. Đây các bạn. Trời ơi ớt ghẻ mạt vậy. Gung nhẹ rồi đó. Mình sẽ thưởng thức thử coi mình cái độ cay mình nó tới cỡ nào các bạn. Các bạn coi là cái đỏ ghẻ mạt vậy. Không mà thơm nha. Thèm nha. Mà không biết ăn được nhiêu đây. Nếu mình ăn hết được cái tô này các bạn nhớ tặng mình like nha. Cái này ăn 800 like luôn. Trời ơi. Đây, mình cũng đã cúng cho ông bà đây giờ mời tất cả các bạn nha. Trời ơi. Đủ gung nhẹ vậy. Đây. Ủa mình đã tiếp cận được cái tô mì rồi mà chưa dám hành động nha các bạn. Rồi giờ mời tất cả các bạn nha. Vô miếng mì cay với mình nha các bạn. Cay dữ lắm. Mới cho vô miếng mà muốn ra nước mắt luôn các bạn. Thật sự nó cay dữ lắm nha các bạn. Đây mời tất cả các bạn nha. Này cay cấp 14, 15 nè. Ôi mấy kim chi nó cay ghẻ. Đây mời tất cả các bạn vô đũa mì cay cấp độ 15 nha. Tương ớt à. Tương ớt bột à. Giật ghê. Cay quá. Đây mời các bạn nha. Gung nhẹ. Ba cái ớt bột với cái bịch ớt của nó các bạn.
có mì không đá cay mình chơi thêm nhiều quá. Kể cấp 15 mà phải chơi tới nha các bạn. Các bạn mà có thấy thích clip này nhớ tặng mình like nha các bạn. Để hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo. Mình ăn tới cấp 48 luôn. Đây mời các bạn nha. Các bạn coi nó đỏ nè. Miếng kim chi nó cũng cay ghẻ vậy. Quá thật phê nha các bạn. Đây, mời con gái của cha vô miếng mì cay nha con gái. Còn cay nóng cái mỏ. Cay dữ lắm. Đây, mời tất cả các bạn miếng Pepsi nha các bạn. Đã quá Pepsi ơi. Vô cái cho nó hạ cay xuống rồi vớt tiếp nha các bạn. Đây, mời tất cả các bạn nha. À, chơi gì gà đông mắt rồi. Quá cay. Đây mình làm đũa bự bự cái này nè. Đây mời tất cả các bạn nha. Thật sự là nó cay thiệt nha các bạn. Nuốt xuống tới đầu nóng luôn cái đó luôn. Các bạn mà có xem clip này không, khuyến khích tất cả các em nhỏ làm theo mình nha. Tại vì đây nó cay rất có hại cho sức khỏe nha các bạn. Mình là những người chuyên nghiệp ăn cay. Chuyên nghiệp có dạng gái gì. Ra nước mắt luôn. Đây, mời tất cả các bạn một miếng mì cay nữa nha. Cay ghẻ trời. Ra nó mát luôn các bạn. Thật sự nó cay ghê gớm. Nó cay hơn mì bình thường. Ớt mình chơi nhiều quá. Để cho nó hạ xuống cái mình vớt đũa nó nha các bạn, cho nó ngưng ngưng á. Chưa có bổ cuộc được. Còn đang ngon mà. Đang ngon trớn nha các bạn. Ồ nó nóng, nóng cái bụng nha các bạn. Vô miếng kim chi cay cay cũng vô miếng kim chi cho nó đỡ nha các bạn. Đây, vô một đũa mì nữa cay nữa nha các bạn. Thật sự nó ra nước mắt luôn các bạn. Hết nói rồi. Để mình mời các bạn miếng Pepsi coi. Các bạn vô miếng bánh chì nữa nha các bạn. Đây các bạn coi nè. Các bạn coi tô mì cay của mình nè. Nó đỏ ít xịt vậy. Thật sự là mình đeo hôm nay hết nổi luôn nha các bạn. Nóng quá trời nóng. Nó cay thật sự, gà nó mắc luôn.
quá cay nha các bạn. Ớt mà nó đỏ tới mức độ này luôn nè. Cái ớt này nó cay dữ lắm, cay luôn. Ớt bột nè. À các bạn ơi, hôm nay mình thua rồi nha các bạn. Mình hôm nay là không thông minh hả, học sinh lớp 5 gái vậy. Quá là nó cay, nó mỏ. Các bạn ơi, nếu các bạn mà có thấy thích clip này nhớ tặng cho mình like nha các bạn. Hãy bấm đăng ký kênh để mình có động lực để làm những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì mình mời tất cả các bạn miếng bánh xì nữa thì mình cũng khép lại clip tại đây nha các bạn. Thật sự là mình vô hết nổi nha các bạn. Ủa nó cay kẻ luôn, nó mỏ mà ra nước mắt luôn á. Bỏ ớt nhiều quá nha các bạn. Này tới cấp 350 hay gì á. Trời ơi. Đây mời tất cả các bạn miếng bánh xì nữa nha các bạn. À, các bạn ơi, thì clip cũng khá dài rồi. Mình cũng xin khép lại clip tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có yêu thương và thích clip này nhớ tặng mình like. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt các bạn nha.